Chúng ta nhìn vào giá của BTC thì các bạn thì được là hôm nay cũng dao động không kém đâu, các bạn đã thấy rồi. À, tối hôm qua đó, khi mà thường đi ngủ đó, thì giá khoảng chừng là à, 36.000 đô, 36.000 đô gần như 37.000 đô, nhưng mà khi mà được thức chỉ sáng này lên thì giá đã xuống tới mức là khoảng chừng 33.000 đô Rồi sau đó thì giá lại tăng liên tục trở lên gần 37.000 đô Và tới thời điểm bây giờ là khoảng 36.300 đô lúc nào video này Và để các bạn hiểu được đó thì cái chỉ số tham lam và sợ hãi của Bitcoin bây giờ đó là ở mức 12 Có nghĩa là mặc dù hôm nay chúng ta thấy một màu xanh trở lại một ít Nhưng mà các bạn thấy là chỉ số này đứng thứ 12 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi Ngày hôm qua là 13 cực kỳ sợ hãi, tương rồi là 24 cũng là cực kỳ sợ hãi. Và chúng ta nhìn vào bên tay phải đó, đây là chỉ số tham lam và sợ hãi của thị trường uh, chứng khoán đó từ PI Investing thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn nằm trong cái vùng gọi là sợ hãi, có nghĩa là hiện bây giờ cái tâm trạng chung đó của mọi người hôm nay tuy đã đỡ hơn một chút nhưng mà vẫn rất là sợ hãi. Và chúng ta thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi bây giờ đó cái mức sợ hãi của BTC. Các bạn nhìn trên màn hình đó nghĩa là cái uh, mức này nè, cái mức này đó là ngang hàng với lại uh, cái thời điểm của hè năm 2021 và ngang hàng với lại mùa đông crypto, các bạn thì được là mùa đông crypto của năm 2019 và chúng ta thì là ngang hàng với lại dịch bệnh hồi tháng 3 năm 2020. cái mà thường muốn chỉ ra đây đó là mặc dù là giá bây giờ là 36.000 cao hơn khi xưa rất là nhiều nhưng mà cái sự lo lắng bây giờ đó không kém gì thì xưa đâu. các bạn thấy rồi giá cả đó thì khác nhau từng thời điểm nhưng mà cái tâm lý của những nhà đầu tư đó thì không khác nhau đâu họ vẫn tiếp tục đi theo một cái chu kỳ tâm lý mà thôi và nói tới đây đó thì các bạn thấy được là một điều khác nữa Thường thì rất là ít khi mà nhìn vào những cái chỉ số liên quan tới phân tích kỹ thuật nhưng mà nào mà xem phân tích thường xuyên cô đã biết rồi là cái chỉ số rsi đó thì chỉ số này cho chúng ta thấy được là cái mức bây giờ đó rsi đây là một cái chỉ số oscillator đó cho các bạn thấy được là bây giờ tình hình của BTC dựa theo phân tích kỹ thuật là đang bán quá nhiều hay là mua quá nhiều. Thì uh, bây giờ chỉ số này thấp ngang hàng với tháng 3 năm 2020 lúc mà dịch bệnh vừa xảy ra. Và để các bạn uh, hiểu rõ hơn các bạn nhìn thấy trên màn hình đi. Cái thời điểm đó mà tháng 3 năm 2020 đó thì chỉ số RSI, không chỉ là chỉ số tham lam và sợ hãi mà chỉ số phân tích kỹ thuật RSI là 35 và các bạn thấy được hiện bây giờ là 37 cũng như là ngang hàng và chúng ta thấy được là thời điểm mà đang Nói nhất trong mùa đông crypto đó là chỉ số RSI là khoảng 29 cho đến 35 à, thì chúng ta thấy được là chỉ số bây giờ là không cách xa lắm đâu nghĩa là giá cả ở mức cao hơn nhưng mà cái sự lo sợ phản ảnh qua chỉ số tham lam và sợ hãi hay là phản ảnh qua RSI đó thì dựa theo những điều này chúng ta vẫn thấy là mọi người nói chung là trong thời gian vừa qua đó sợ hãi quá nhiều và bán tháo quá nhiều và chúng ta có thể nhìn vào cái sự so sánh giữa những cái chỉ số như là S&P 500, Dow Jones, Nasdaq của Hoa Kỳ so với lại BTC thì các bạn thấy là trong vòng 5 ngày qua thì những biểu đồ này đó đương nhiên là S&P, Dow Jones và Nasdaq thì có cái sự giống nhau nhiều hơn nhưng mà chúng ta thấy được là Bitcoin hôm nay để nói chung thì xu hướng vẫn tiếp tục là đi theo chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà những mà nào mà theo dõi trực tiếp đó, cũng đã thấy được Nên ngày hôm nay đã hình như là cái sự tương quan nó đã giảm xuống có thể là các bạn đã nhận được là hôm nay đó mặc dù là chứng khoán vẫn là còn đang màu đỏ trước khi mà chuyển xanh nhưng mà bitcoin đã chuyển xanh rồi thì đây là điều mà chúng ta muốn thấy cái mà chúng ta muốn thấy đây đó là cái sự tương quan giữa bitcoin chứng khoán hoa kỳ đó thấp ở mức thấp nhất có thể chúng ta không muốn có sự tương quan nào đâu nếu như mà bitcoin là một cái loại tài sản à, để mà chống lại lạm phát một loại tài sản để mà à, hỗ trợ chống lại những cái như là của ngoạn kinh tế thì chúng ta thật sự không muốn bitcoin đi theo chứng khoán của hoa kỳ đâu chúng ta muốn bitcoin có một cái lối đi riêng và từ khi mà chúng ta thấy là bitcoin đều tới bây giờ đó thì không có phải lúc nào cũng đi theo cái xu hướng chứng khoán của hoa kỳ nhưng mà gần đây đó là có cái xu hướng tương quan nó cao hơn nhưng mà bây giờ đã giảm xuống một phần thì tại sao gì tôi nghĩ là cái sự ảnh hưởng đến từ thị trường tài chính của phố Wall đối với là bitcoin đó nó chỉ hạn chế trong cái mức là những người trong phố Wall bây giờ còn giữ bao nhiêu btc mà thôi nếu như mà họ lo sợ họ bán những cái chứng khoán liên quan tới công nghệ tại vì họ nghĩ là thời điểm kế đây đó là một thời điểm sẽ rất là đen tối cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ giá cả sẽ tiếp tục đi xuống thì họ có thể bán luôn Bitcoin và Crypto nếu họ nghĩ đó là cả hai là một Bitcoin crypto họ coi như là một cái mảng công nghệ thì có thể là ảnh hưởng chung nhưng mà tới khi mà họ đã bán hết rồi đó thì cái sự tương hoa sẽ không còn nữa tại vì cái số người còn lại không phải là những người mà vừa lưu trữ chứng khoán liên quan tới công nghệ mà vừa lưu trữ Bitcoin crypto cho nên tôi nghĩ là trong thời gian dài tuần tới đây chúng ta có thấy được là Bitcoin sẽ trở lại là Bitcoin có nghĩa là sẽ không đi theo xu hướng của chứng khoán Chúng ta hy vọng là như vậy Đó là cái suy nghĩ của Thuận hiện bây giờ Thêm vào đó nữa đó là các bạn thấy được là cái uh, lực bán của BTC hay là cái số lượng BTC bị thanh lý có thể đã giảm xuống rồi Chúng ta thấy đây là cái thống kê mà những cái lệnh đòn bẩy bị thanh lý đó trong vòng uh, thời gian là một giờ qua đó là 1,8 triệu 4 giờ qua đó là 13 triệu, 12 giờ qua là 160 triệu và một ngày qua là 471 triệu. À, những con số này đó thực sự mà nói là không có cao như ngày hôm qua, có nghĩa là cái số lượng lệnh thanh lý đã giảm xuống. Tuy nhiên, trong vòng 4 giờ qua đó thì những sàn như là Binance, OKX, uh, Bybit, FTX, Bitmax, Huobi, à, uh, và Deribit thì các bạn thấy được là phần lớn vẫn là lệnh long bị thanh lý chứ không phải là short. Thêm vào đó nữa đó là cho dù là các bạn không sử dụng những cái lệnh đòn bẫy nhưng mà một số người đó vẫn bị thanh lý tại sao vậy tại vì các bạn thấy được là trong lúc mà giá lên đó nhiều người tại vì họ không muốn bán crypto của mình có thể là họ quá tham lam họ nghĩ là bây giờ họ dùng crypto của mình để mà làm thế chấp trên những cái ứng dụng như là BlockFi, như là Celsius thì họ có thể là mượn tiền ra, dùng cái đó làm thế chấp thì họ không phải bán, thì khi mà giá lên họ vẫn có thể có được cái lợi nhuận đó nhưng mà đó là trong thời kỳ tốt nếu như mà giá cả đi xuống như bây giờ đó thì giá đó xuống 50% rồi thường khi mà các bạn tham gia vào những cái ứng dụng như là Celsius hay là Nexo hay là chúng ta nói tới BlockFi đó mà các bạn dùng uh, Bitcoin của mình, dùng crypto của mình để mà làm thế chấp đó thì các bạn sẽ thấy được là thường họ sẽ cho các bạn mượn khoảng chừng là 40-50% tiền mặt trở ra nhưng mà cái đó chỉ khi nào mà các bạn vẫn còn có cái số lượng Bitcoin đáng giá hơn phân nửa cái số lượng mà ban đầu đó chứ nếu như mà giá đi xuống 50% như bây giờ thì các bạn sẽ bị margin call, các bạn có thể bị thanh lý và các bạn thấy được là rất nhiều người ở trên Twitter cũng đã nói là mình nhận được những cái thông báo đến từ Celsius nói là nếu như mà không nạp tiền vào thì sẽ bị thanh lý có nghĩa là sẽ bị bán Bitcoin của mình tại vì đương nhiên những công ty như là Celsius họ đâu có thể nào lỗ được. Các bạn gửi vào một triệu đô la Bitcoin các bạn mượn 500.000 ngàn ra mà bây giờ cái số lượng Bitcoin của các bạn chỉ đáng giá khoảng 500.000 ngàn thôi, nếu như mà giá xuống nữa thì họ sẽ bị lỗ thì họ đương nhiên là sẽ bán thôi để mà thu lợi vốn của họ Nếu như các bạn không nạp tiền vào trong thời điểm mà họ đòi hỏi thì các bạn sẽ bị margin call Và đây cũng có thể là áp lực bán à, đến trong vòng mấy ngày vừa qua Nhưng mà bây giờ có thể nó cũng đã giảm xuống rồi Đó là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn Nói chung đó thì lực bán có thể đã giảm xuống Những người mà cần bán có thể đã bán rồi Những người còn lại là những người mà tiếp tục thu mua trung bình giá như là thuận và nhiều bạn Và đương nhiên một trong những điều mà chúng ta tiếp tục chờ đợi đó chính là bắt đầu ngày mai đó, ngày 25 Tây tại Hoa Kỳ sẽ là cuộc họp đầu năm của FOMC có nghĩa là của cục dự trữ ngân của Hoa Kỳ và đây là cuộc họp mà ai cũng đang trông chờ kết quả ngày mai có biết kết quả hay không thì đương nhiên là ngày mai thường nghĩ là không biết đâu chúng ta phải chờ cho đến ngày thứ tư tại Hoa Kỳ như là ngày 26 tây đó ở Việt Nam là ngày 27 tây sau khi họ họp xong hai ngày thì chúng ta mới biết kết quả là Fed sẽ làm những gì có tăng lãi suất tăng bao nhiêu lần và tăng bao nhiêu phần trăm đó là điều mà ai cũng đang chờ đợi bây giờ và hiện bây giờ đó không có cái thông tin đó khiến cho nhiều người khá là hoảng loạn và chúng ta nói tới đây đó thì một trong người mà cũng rất quan tâm đến lãi suất có tăng hay không đó chính là tổng thống Joe Biden thì đương nhiên các bạn thấy được là năm nay là một năm mà rất là quan trọng đối với lại chính trị của Hoa Kỳ đó chính là bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 này đó thì các bạn thấy được là quốc hội sẽ bầu lại rất nhiều ghế và đương nhiên mỗi lần mà tình hình kinh tế không ổn đó thì những người lập pháp sẽ bị thay đổi cho nên họ không muốn như vậy các bạn thấy được là tổng thống nào cũng muốn nói với người dân là trong lúc mà tôi làm tổng thống trong thời gian bao nhiêu ngày tháng qua đó, thì có bao việc làm để được tạo ra à, lạm phát đó, rất là thấp đó là những điều mà đương nhiên tổng thống nào cũng muốn nói đương nhiên điều này sẽ dẫn đến là cái áp lực từ tổng thống đến à, với là chủ tịch của fed là john powell đương nhiên là chủ tịch phép là một trong những đơn vị riêng lẻ và độc lập không có làm việc cho nhà trắng thì cái áp lực đó không biết là bao nhiêu nhưng mà thường nghĩ là vẫn có và các bạn thấy được là ngày hôm nay đó thì có một phóng viên từ đại fox đó, thì hỏi là ông có nghĩ là lạm phát là một trách nhiệm chính trị trong giữa kỳ hay không thì uh, tổng thống joe biden uh, thì có thể là buộc miệng nhưng mà đã nói những cái câu mà không nên nói uh, giống như là những cái câu như là một câu hỏi từ một người ngu hiểu đơn giản là như vậy à, đương nhiên thì không thể đọc được tại vì nếu đọc thì cái video này sẽ bị sensor bởi uh, youtube thì đơn giản là gì các bạn thì đọc ở trên màn hình đây là một trong những cái tin tức cũng khá là nóng hiện bây giờ thì đây là chúng ta đang tiếp tục chờ đợi mà thôi trong vòng 2 ngày chúng ta sẽ biết kết quả cuộc họp sẽ như thế nào và hy vọng là nếu như mà fed đó, chia sẻ những thông tin mà không tệ như mọi người Tưởng đó thì thị trường sẽ có tiến triển tốt và ngược lại thì sẽ không tốt đâu và đương nhiên thời gian đó là thời gian ngắn hạn mà thôi dài hạn thì các bạn có đã biết thường đã từng chia sẻ à, trong à, thứ bảy mới đây đó cái video thường đã chia sẻ với các bạn là dài hạn thì sau khi mà phép tăng lãi suất đó các bạn nhìn vào bất cứ một thống kê nào vẫn thấy là sau khi mà Fed tăng lãi suất thì thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ nói chung đó là 6 tháng sau đó vẫn tăng 5% trên trung bình. Kế tiếp đó thì chúng ta nói tới là tuần này cũng là tuần rất là sôi động trên màn các bạn. Đây là cái lịch mà những công ty sẽ báo cáo thu nhập của quý 4 và các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu ngày mai đó. Thật ra cái mà mọi người quan tâm đó là các bạn thấy bên trên này là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và mỗi ngày có hai khung một cái là trong giờ thị trường và sau giờ thị trường có nghĩa là báo cáo thu nhập à, trong lúc mà chứng khoán vẫn còn hoạt động hay là sau khi chứng khoán hoạt động thì các bạn thấy được là đương nhiên mọi người quan tâm đến là thứ tư chúng ta sẽ thấy là sau giờ thị trường sẽ có thông báo đến từ Tesla và thứ năm sau giờ thị trường sẽ có thông báo đến từ Apple đây là hai cái mà mình nghĩ là ai cũng quan tâm tuần này và các bạn thấy được tuần này cũng có rất nhiều những công ty lớn à, báo cáo cái à, thu nhập của họ như là chúng ta nói tới là McDonald, chúng ta nói tới AT&T, Boeing, à, chúng ta nói tới những công ty như Capital One, Verizon, chúng ta tiếp tục xem coi là trong tuần này đó kết thúc sẽ như thế nào nhưng mà các bạn thấy được là rất nhiều người đó nhất là có một số những cái người làm youtube nổi tiếng mà bản thân cũng theo dõi đó thì đột ngột chuyển thành rất là bearish có nghĩa là đột ngột có cái nhìn rất là xấu về tình hình hiện tại trong đó thường có thể lấy hai cái ví dụ điển hình đây là hai ví dụ điển hình mà thôi không phải là thường muốn nói gì về những người này Thuận chỉ muốn chia sẻ với các bạn đó là những gì đã xảy ra thì hôm thứ bảy đó thì đột ngột các bạn thấy được là mick kevin là một trong những người làm youtube về tài chính rất là nổi tiếng và các bạn thấy được là 1,8 triệu người đăng ký và đây là một cái video đó là đột ngột thì Mick Kevin chia sẻ là đã bán hết tất cả cổ phiếu và crypto của mình, tổng cộng là khoảng 20 triệu đã bán hết rồi. <laughs> các bạn thấy được đây là một trong những điều mà gây khá là nhiều cái cơn sốc cho mọi người và thêm vào đó nữa là các bạn thì được là một trong những người rất nổi tiếng đây là cái kênh YouTube lớn nhất chuyên về crypto hiện bây giờ là BitBoy Crypto là 1,4 triệu người thì Bitcoin Crypto cũng chia sẻ một cái video ngày 23 tây ngày hôm qua trong lúc mà lái xe đó thì cũng đột ngột chuyển cái tiếng nói của mình thành một cái tiếng nói khá là bearish có nghĩa là đây là hai người mà nhiều người cho là rất là bullish có cách nhìn rất là tích cực về giá cả nhưng mà đột ngột cái hai người này đều chuyển thành bearish Khiến cho nhiều người khá là lo lắng Như những người mà theo dõi họ Thì lý do tại sao mà Mick Kevin lại đột ngột Nói là bán hết 20 triệu đô la Cổ phiếu và crypto của mình Thì Mick Kevin chia sẻ đó Là đối với lại Mick Kevin Thì hiện bây giờ Tin xấu là tin xấu Giá sẽ xuống tin tốt cũng là tin xấu và giá cũng sẽ xuống có nghĩa là nhìn vào bất cứ cái góc cạnh nào đó thì Mick Kevin vẫn nghĩ là trong khoảng thời gian là 6 ngày tới đây đó là thị trường sẽ tiếp tục đơm Thì tại sao vậy? Để chia sẻ thêm đó thì Mick Kevin nói để tóm tắt lại cái gì, những gì được chia sẻ ở trong cái video này thì Mick Kevin nói đó là nếu như mà thu nhập của những công ty trong quý 4 tốt nhưng mà cái uh, suy đoán trong quý 1 này xấu như những công ty này nghĩ là quý 1 sẽ không có mạnh như là quý 4 đâu thì thông tin đến từ quý 4 là tốt nhưng mà cái dự đoán quý 1 là không tốt bằng thì thị trường sẽ đâm giá sẽ đi xuống tại vì các bạn đã biết rồi giá của cổ phiếu là nhìn vào tương lai mọi người suy đoán tương lai là bao nhiêu thì cái giá hiện bây giờ phản ảnh suy nghĩ của những đầu tư về tương lai nếu như mà cái thu nhập của quý 4 đó là tốt và các bạn thì được là ngay cả những cái dự đoán quý 1 cũng tốt luôn có nghĩa là cả hai điều tốt thì điều này đó vẫn có thể là điều xấu tại vì điều này có thể dẫn đến là fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn và giá lại sẽ đầm cho nên nhìn vào cái góc cạnh nào đó thì Mid kevin à, vẫn nghĩ là à, đây là một trong những cái thời điểm không tốt cho thị trường cho nên đã bán hết cái số lượng cổ phiếu và crypto của mình thì thật ra đó đây là tiền của cá nhân của mỗi người thì ai muốn làm gì thì làm mà thôi và thật ra ai cũng có quyền có suy nghĩ riêng của mình nhưng mà các bạn nào mà theo dõi hai người này đó mà các bạn nhìn vào những comment bên dưới đó thì các bạn sẽ được là những cái comment nó khá là chỉ trích rất là nhiều Tại vì đó tôi nghĩ là những người này là những người mà nhiều người cũng tin tưởng một thời gian dài và là một những cái tiếng nói rất là bullish cho thị trường. Lúc nào cũng nói về Biden dip, lúc nào cũng nói về là bắt đáy mua giá thấp. Nhưng mà À, đột ngột lại chuyển như vậy và chuyển trong thời gian rất là ngắn đó thì khiến cho nhiều người khá là bất ngờ tại vì nhiều người vẫn đang thu mua hiện bây giờ à, vì cái lòng tin đối với những người này và thứ nhì nữa đó là đây là những người mà nói về đầu tư lúc nào cũng nói là đầu tư dài hạn là một nhà đầu tư nhưng mà với cách làm giống như là đột ngột mà bán hết tất cả à, cổ phiếu hay là crypto của mình à, với cái giá là tổng cộng là bán hết khoảng chừng là 20 triệu đô la mà không những như vậy mà à, Mick Kevin cũng đã có một cái lệnh short là khoảng một triệu đô la có nghĩa là đánh à, là nghĩ là giá sẽ đi xuống cho nên mở một lệnh short. Và ngày hôm nay đó thì mình cho mình nói là định số đó cũng đã có lời 500.000 đô rồi Thì đây cũng uh, là một điều mà đương nhiên ai kiếm tiền được thì thường cũng vui Nhưng mà cái mà thường muốn nói đây đó là cái cách làm này đó thì nó không có phù hợp lắm Đối với một nhà đầu tư đối với Thuần Tại vì mua nhà đầu tư bình thường họ sẽ không bao giờ all in hay là all out đâu lúc nào đó Thì các bạn cũng phải phân bổ vốn và giảm rủi ro của mình Quản lý vốn của mình các bạn vô từ từ vừa ra từ từ chứ không có ai mà À, lấy hết tiền ra rồi đẩy hết tiền vô một con số lớn như vậy, cái này nó giống như là à, cờ bạc hơn là đầu tư đối với thường là như vậy. Các bạn nghĩ sao thì các bạn có thể comment bên dưới. À, thường chị muốn chia sẻ tại vì đây là một trong những cái thông tin cũng khá là lớn và được nhiều người nói đến mà thôi.